Minh Đường Tử Vi mến chào các quý ông tuổi nhâm tý, những người sinh năm 1972. Chúc các quý ông bước sang năm nhâm dần 2022 được bình an, vui vẻ, gặp nhiều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các quý ông đón xem tử vi tuổi nhâm tý của mình trong năm 2022 chi tiết về các phương diện như sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh có phạm thái tuế, tam tai, kim lầu, hoàng ốc hay không. Mong rằng với những thông tin hữu ích chúng tôi có thể sẽ giúp cho các quý ông có được một năm đại cát, đại lợi. Mời các quý ông cùng theo dõi. Về đánh giá chung của tuổi nhâm tý những người sinh năm 1972, Nam Mạng trong năm nhâm dần 2022 từ vi tuổi nhâm tý nam mạng bạn là người có tính tình vui vẻ nhạy biến mưu cơ rỗi, có khả năng quan sát cao bạn tính ngay thẳng trung hậu thật thà thường thích sự hoàn mỹ thân nhàn tâm khổ anh yếm ít nhờ tự lực cánh sinh trong mệnh của cát tinh thích làm việc thiện không cầu báo đáp có chí lớn tuổi này trịa nhỏ gặp nhiều tai ách trung niên thành đạt vận niên viên mãn người tuổi nhâm tý nam mạng thuộc mệnh mộc gặp năm 2022 thuộc mệnh kim mệnh kim kim khắc mộc mộc bị hại không tốt địa chi tý gặp năm dần bình thường thiên can nhâm gặp năm nhâm bình thường sao chiếu mệnh gặp sao vân hán là hung tinh chủ về bệnh tật nam nhân quan trường bất lợi vận hạn gặp hạn thiên la, sức khỏe và tâm lý của bạn trong năm không được ổn định. Vận nên trư phùng hỏa, thái tuế trong năm 2022, trong năm không phạm thái tuế, tam tai năm 2022, bạn phạm tam tai năm thứ nhất, tuổi kim lâu năm 2022, bạn phạm kim lâu tử, hạn hoang ốc năm 2022, bạn phạm hạn hoang ốc lục hoang ốc, bạn không nên xây nhà, sửa nhà trong năm này. Bước sang năm nhâm dần 2022, đối với người tuổi nhâm tý nam mạng, phần hung lấn át phần cát, công việc có sự thay đổi mở mang nhưng khá vất vả, phải xoay sở chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lua chua công chuyện, sức khỏe cũng vì thế mà bị giảm sút hơn trước có điều tài khí vượng hơn đôi chút, phần nào an ủi về tinh thần, chăm chỉ làm ăn dẫu có gặp phải khó khăn, nhưng hứa hẹn có được sự đền đáp xứng đáng. Xét về công việc làm ăn trong năm 2022, đối với tuổi Nhâm Tý, nam mạng công việc đối mặt với nhiều khó khăn, bất ổn, có thay đổi thêm nhưng đa phần gặp nhiều bất lợi. Trong năm cũng có được vận quý nhân và tiểu nhân song hành, có người giúp đỡ nhưng cũng có kẻ phá hoại, công việc có thành, có bại, có dự án được thuận lợi cũng có dự án phải bộ dựa dựa chừng vậy nên thận trọng trong các mối quan hệ xã giao là tốt hơn cả nên tiến hành mọi việc chậm nhưng chắc chắn chờ vận khí lên, gặp thời mới mong đổi vận. Càng về cuối năm, cát khí càng vượng, cho nên với bạn nên chủ động để nắm bắt lấy cơ hội cho mình. Thận trọng trong hợp tác, hùn hạp về làm ăn, kéo lại xảy ra xung đột vì lợi ích, dẫn tới kiện tụng, pháp luật. Công việc, sự nghiệp ở mức bình thường, không có nhiều biến đổi vào năm 2022. Với bà tuổi nhâm tý không nên đầu tư hay là phát triển những thương vụ lớn và quan trọng trong năm này sẽ gặp nhiều bất lợi. Năm nhâm dần 2022, mệnh ngũ hành bị khắc, địa chi tuổi bình hòa không quá đẹp, do đó năng lượng của bạn mệnh bị tiêu hao, tính tình dễ nóng nảy, mất bình tĩnh. Với bạn tuổi nhâm tí nam mạng nên cố gắng nhiều hơn thì công việc mới thu được kết quả. Ngoài ra, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 cần phải cố gắng giữ gìn cho bạn mệnh, nhường nhịn trong lời ăn tiếng nói để tránh xảy ra mâu thuẫn với đối tác hoặc là xảy ra sự bất hòa hay là kiện tụng. Các hoạt động thể thao lành mạnh cũng sẽ giúp cho tinh thần được minh mẫn, sức khỏe dồi dào và tập trung trí lực khi làm việc. Về phương diện tài lộc trong năm 2022 đối với tuổi Nhâm Tý, nam mạng xem tử vi cho thấy năm 2022 tài vận của tuổi nhâm tý nam mạng ở mức trung bình. Mặc dù có lộc về kinh doanh, buôn bán hay là đầu tư, song đó chỉ mang tính chất tiểu cát, nếu không có kế hoạch về tài chính hợp lý, e rằng thu không đủ chi, nhiều việc bị ảnh hưởng khi nguồn tiền không được vững vàng, tài vận trong năm cũng sẽ dần đi vào mức ổn định, không nên vội vàng hay là cố gắng mạo hiểm đầu tư để tránh thất thoát về tiền của. Và trong năm 2022, nên tìm cách giữ tiền là tốt hơn, đừng cố hùn nhiều vốn cùng một lúc, hành sự cũng nên thật cẩn trọng. Ngoài ra, bạn cũng cần phải học cách quản lý về tài chính, hạn chế việc tiêu xài, mua sắm không cần thiết, cũng chớ có sa đà vào rượu bia quá nhiều, vừa tốn tiền lại hại tới sức khỏe. So với năm ngoái, tiền bạc tuổi nhâm tý trong năm 2022 có phần được tốt hơn. Đường số có thêm được nguồn thu nhập khác, chứ không phải chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập cố định người làm công ăn lương, công việc được ổn định hơn và có dấu hiệu tăng lương nhẹ vào những tháng cuối năm. Người làm tư, làm chủ kinh doanh được phát triển, tiền bạc cũng đủ chi tiêu và quay vòng vốn làm ăn. Ngoài ra, câu chuyện gia đình cũng có thể tiêu hao khá nhiều tiền của, do đó bản mệnh tuổi nhâm tý không nên phung phí, cần phải sắp xếp ổn thỏa công việc để chuẩn bị tốt khi có việc bất ngờ xảy ra. Lưu ý trong tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch cần đề phòng tiểu hao, mất tiền hao của về những tranh chấp thị phi. Về phương diện tình cảm gia đạo trong năm 2022 đối với tuổi nhâm tý nam mạng, gia đạo nhìn chung cũng có được sự hài hòa trên bão giữ nghe hầu như không phát sinh xung đột nào nghiêm trọng. Tình duyên trong năm 2022 đối với tuổi nhâm tý nam mạng không được tốt cho lắm. Bạn đang bị sao vân hớn chiếu mệnh, cho nên tính tình tuổi này khá nóng nảy, bảo thủ, đôi khi trong gia đạo xảy ra bất đồng quan điểm. Bên cạnh đó, trong năm này đang gặp hạn thiên la, cho nên dễ tiêu tốn về tiền của vợ chồng khắc khẩu, cần phải nhường nhịn nhau nhiều hơn, không để cao cái tôi, tránh chuyện bé, xé ra to. Với bà tuổi nhâm tí, nên cân bằng thời gian cho gia đình và công việc, dành thời gian quan tâm tới vợ con, không áp đặt quan điểm và nên lắng nghe để thấu hiểu cho các thành viên trong gia đình. Từ đó, các mâu thuẫn sẽ nhanh chóng được giải quyết gia đình êm ấm, gắn kết với nhau hơn. Quan về phương diện sức khỏe trong năm 2022, đối với tuổi nhâm tý, nam mạng, sức khỏe trong năm này với bạn khá tốt, được ổn định, Tuy nhiên, không phải vì vậy mà chủ quan đối với sức khỏe của mình, bạn cần phải dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Nam mệnh tuổi nhâm tý có thể trạng tuy là tốt, nhưng vì lao lực và suy nghĩ quá nhiều, cho nên cơ thể có phần suy nhược, khó tránh khỏi sức khỏe bị giảm sút, cần phải đề phòng trong tháng 5 và tháng 6 âm lịch, gặp hạn về sông nước, đau ốm phần nhiều là do tâm bệnh mà ra, nên dưỡng tâm an, ắt mọi sự sẽ vượng phát. Trong năm này với người tuổi nhâm tý nam mạng đang bị sao vân hớn chiếu mệnh, đây là một trong 9 sao hung tinh của niên hạn gây ảnh hưởng cho cả nam và nữ mạng, thường khiến cho tinh thần của bạn mệnh bất an, không kiềm chế được cảm xúc, gia đạo bất hòa, từ đó ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh. Về tử từ vi từng tháng âm lịch trong năm 2022 đối với tuổi nhâm tý nam mạng. Tháng 1 âm lịch đầu năm công việc và gia đạo ổn định. In ấm, bản mệnh có được nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm gia đình và nên lắng nghe, quan tâm tới ý kiến của con cái nhiều hơn. Ngoài ra, trong tháng cũng không nên đầu tư lớn về tài chính hay là mở rộng quy mô kinh doanh sẽ không được thuận lợi. Tháng 2 âm lịch, tháng này tiền bạc sẽ bị thất thoát với người tuổi nhâm tý nên cẩn thận khi làm ăn, không nên tin tưởng người thái quá, không nên đầu tư những phi vụ lớn hay là có tính chất mạo hiểm. Tiểu nhân quấy phá có thể gặp họa từ miệng mà ra, có điểm báo gặp họa huyết quang, đi đường nên cẩn thận, hạn chế tới những nơi nguy hiểm. Những người làm nghề nguy hiểm nên thực hiện bảo hộ lao động đầy đủ để đảm bảo an toàn cho tính mạng của mình. Tháng 3 âm lịch, tháng này với người tuổi nhâm tý có được cơ hội tiếp xúc với những nhân tố tài giỏi giúp ích cho công việc của mình những người này có thể đưa ra những lời khuyên giúp cho bạn hoạch định được những bước đi đúng đắn có kế hoạch và tháng này với người tuổi nhâm tý nên thực hiện những điều dự tính có thể mở rộng quy mô về kinh doanh đối với những người kinh doanh buôn bán gặp được nhiều thuận lợi nếu có người mời hợp tác làm ăn thì nên nhận lời trong tháng này sẽ có những mối cơ lợi tự nhiên đưa đến mọi mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều có được sự thuận lợi tháng 4 âm lịch, đây là một trong ba tháng trong năm nhâm dần 2022, đối với người tuổi nhâm tý nam mạng cần phải đặc biệt chú ý để phòng họa tiểu nhân liên quan tới giấy tờ, kiện tụng, tránh xảy ra những mâu thuẫn không đáng có. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt tới công việc, danh tín của nam Mạng tuổi nhâm tý những người sinh năm 1972. Tháng 5 âm lịch, công việc đang dần có được sự thay đổi, bao gồm cả tích cực và tiêu cực. Kết quả ra sao sẽ phụ thuộc rất nhiều vào năng lực và cách giải quyết của người tuổi Nhâm Tý. Và tốt nhất là bạn nên giữ thái độ bình tĩnh, suy xét cho thật kỹ càng trước khi hành động. Không nên hành động nông nổi, bốc đồng, nóng vội, rất dễ đắc tội với tiểu nhân, gây ra hiểm khích, lại gặp họa khó lường trước được bước sang tháng 6 âm lịch đối với người tuổi nhâm tý nam mạng công việc tháng này sẽ gặp một số thử thách nhưng nó sẽ nhanh chóng qua đi với bạn vui vẻ đón nhận thì hiệu suất làm việc càng cao khó khăn càng nhanh chóng được đẩy lùi bước sang tháng 7 âm lịch đây là khoảng thời gian tốt cho nam mạng tuổi nhâm tý phát huy được năng lực của mình công việc trong tháng này sẽ có được nhiều chuyển biến theo chiều hướng tích cực và tháng này với bạn đang đốn nhiều tin vui liên quan tới công việc tài lộc cũng được thăng tín làm ăn thành đạt tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình kinh doanh buôn bán phát tài phát lộc tháng 8 âm lịch đối với người tuổi nhâm tý nam mạng tháng này bản mệnh cần cẩn thận đề phòng tiểu nhân chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người tránh mâu thuẫn gay gắt gây ra nhiều hiểm khích không đáng có điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới con đường công danh sự nghiệp của mình nữa tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch này đối với người tuổi nhâm tý công việc thu được những kết quả nhất định, có tin vui trong gia đạo, đi xa có quý nhân giúp đỡ. Với bạn cũng khá may mắn với các vấn đề liên quan tới tiền bạc, có thể sẽ nhận được khoản tiền bất ngờ từ gia đình, người thân, bạn bè. Thậm chí nếu như bạn có được cắt tinh chiếu mệnh, sẽ có thể trúng số, trúng thưởng tháng 10 âm lịch bước sang tháng 10 âm lịch trong năm 2022 này đối với người tuổi nhâm tý đang có được báo hiệu tiền tài ổn định tài chính gia đình đầy đủ không tốt cũng không xấu bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề cơm áo gạo tiền những người kinh doanh buôn bán có được nguồn thu nhập đều đều những người làm công ăn lương công việc ổn định được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ, tuy nhiên do áp lực công việc và thời tiết thay đổi có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, do đó bản mệnh tuổi Nhâm Tý cần phải chú ý quan tâm hơn tới bản thân mình. Tháng 11 âm lịch Bước sang tháng 11 âm lịch này đối với người tuổi nhâm tý cho thấy trong tháng này với bạn đang có điểm báo công việc có thể thay đổi một cách bất ngờ, cần phải chuẩn bị về tinh thần và các phương pháp tốt để ứng phó và khi gặp phải khó khăn với bạn cũng nên đề nghị có người giúp đỡ hay là tham khảo những người có kinh nghiệm để xử lý công việc sao cho đạt hiệu quả tốt, chớ nên ôm đồm quá nhiều việc vào người kéo lại không hoàn thành được nhiệm vụ cấp trên khiển trách ảnh hưởng tới con đường công danh sự nghiệp của mình. Bước sang tháng 12 âm lịch trong năm 2022 đối với người tuổi nhâm tý nam mạng cho thấy công sức và nỗ lực của cả năm sẽ thu hoạch trong tháng cuối cùng của năm này, đồng thời cũng có nhiều công việc cần phải hoàn thành. Do đó, đối với người tuổi nhâm tý nam mạng cần tránh nóng vội nên giải quyết từ từ công việc một để có thể thu được kết quả tốt nhất với bạn cũng cần phải quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn, tránh lao lực, lại ốm bệnh, ảnh hưởng tới tín độ của các dự án cũng như là các nguồn thu về tài lộc cuối năm. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuổi nhâm tý nam mạng trong năm 2022, hy vọng sẽ giúp cho các bạn an tâm hơn phần nào trong những dự định sắp tới của mình. Chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại.